Trước nguy cơ dịch bệnh ở mức rất cao, theo chỉ đạo của thành phố, quận Sơn Trà đã kịp thời có giải pháp kiểm soát để ngăn chặn dịch tại các phường Nại Hiên Đông, Thọ Quang, Mân Thái và An Hải Bắc. Cùng với việc áp dụng thực hiện nghiêm chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì hiện nay tại quận Sơn Trà đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ phường Nại Hiên Đông, cũng như là tiến hành phong tỏa các phường Mân Thái, Thọ Quang và An Hải Bắc. Đây là giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn đà lây nhiễm của chuỗi lây nhiễm liên quan đến cảng cá Thọ Quang. Theo quyết định của quận Sơn Trà, toàn bộ phường Nại Hiên Đông được thiết lập vùng cách ly y tế từ 22 giờ ngày 31 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Với phương châm nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu dân cư cách ly với khu dân cư, các chốt kiểm soát đã được thiết lập tại các cửa ngõ ra vào địa bàn phường. Riêng phường Nại Hiên Đông thì tuyệt đối không được ra vào. Lực lượng y tế sẽ tiến hành lấy mẫu cho toàn dân. Và hiện nay chúng tôi đã hợp đồng với các cái siêu thị, các Vinmart và các cái doanh nghiệp mà có cái nhu yếu phẩm có việc đó sẵn sàng cung ứng ngay tại chỗ. Đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các phường khảo sát lên danh sách cho được những cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, để chúng tôi có cái phương án trợ cấp y tế đột xuất kịp thời cho bà con nhân dân. Cùng với Nại Hiên Đông thì các phường An Hải Bắc, Mân Thái và Thọ Quang cũng có nguy cơ cao với nhiều ca bệnh ghi nhận trong những ngày gần đây. Chính vì vậy, theo chỉ đạo của thành phố thì ba địa phương cũng có phương án phong tỏa để đảm bảo ngăn chặn dịch lan rộng. Chúng tôi đã phân công cụ thể trách nhiệm cho anh em trong đề quản lý chặt chẽ và chốt cứng đó, để quản lý người dân không đi lại, qua lại đó, và khuyến cáo người dân là thực hiện cái 5K. Đến ngày 31 tháng 7, tổng số ca mắc COVID-19 tại 4 phường nêu trên đã lên đến 116 ca bệnh, trong đó riêng phường Nại Hiên Đông có 66 ca. Sau khi áp dụng việc cách ly phong tỏa thì quận Sơn Trà đang tiến hành xét nghiệm rộng để sàng lọc, phát hiện các trường hợp mắc bệnh để khoanh vùng, xử lý nhanh, tránh lây lan.